ta lại cùng nhau thân canh sứ. Đây là sứ tôi mới tìm xin được, đây là một loại sứ đỏ, sứ hay là gọi là chăm ba đối với là miền Nam, sứ miền Nam. Thì con sứ này thì dân miền Bắc thường trồng ở chùa, nhưng mà thế là cây trồng và cũng quan niệm cái nọ thế kia thì cũng đều là do con người nghĩ sao thì ra thế, nên chúng ta cũng thích chơi vui chơi, đừng để ý gì đến những câu nói. Đây là cái sứ trước kia đấy, cả như là chúng ta như là đi xin được cành, chặt cành thì đã khoảng một tuần, sau đấy thì cũng là đi dập, bởi vì như là cái nhựa nó làm nên như là cái bề mặt của cái da nó săn lại, nó săn lại thì ít khi nó tạo hình sẹo, ít khi nó bị thối. Và hai nữa là chúng ta nên sửa cành để đảm bảo khi như là về cây đã bén rễ rồi thì chúng ta sửa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây. Bây giờ như là vẫn cần đào như thân như thế này nên chưa ra rễ, chưa ảnh hưởng thì chúng ta nên sửa trước, sau đấy là khoảng một tuần thì chúng ta mới bắt đầu như là dập. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ sửa, chúng ta làm sửa làm sao như đừng để cái mập. Hai nữa là đừng để cho những cái da của nó bị xây xước, xây xước là những là nó sẽ bị hỏng mất. Nếu mà chúng ta cần phải dùng cưa, dao hoặc nếu mà chuyên gia thì chúng ta cần phải dùng những cái kia. Nếu mà dùng cơ máy thì chúng ta nên cẩn thận nhá, nghe tai nạn là rất là nguy hiểm, nghe đạn nó không hạn nhẹ thì rất nguy hiểm nên thì chúng ta sẽ đến cái gốc, chúng ta sửa xử lý cái gốc, sáng chặt chặt như thế thì các cái nhát vào nó không đẻ, chúng ta có thể sửa đi. Thank you.
cây hoa đại để nó rất mềm nên chúng ta dùng dao để ống nhẹ chà cũng được. Chúng ta đã xử lý bắt đầu nó xong, chúng ta chỉ cần để vào cái chỗ dâm mát, tuần sau thì chúng ta bắt đầu đem ra chợ đang dâm, đảm bảo chắc chắn như là những cái chồi này nó sẽ kích thích như là cho cái dễ là cái rất này. Như vậy chúng ta sẽ được cái cây hoa đại nó sinh rất là đẹp. Còn những cái cành này cũng vậy thôi, đây chứ là cành dài này, cắt ngắn thì những đoạn này thì chúng ta cũng cứ để thoải mái tuần hai tuần thôi, cũng bắt đầu như là dâm rồi chúng vừa đi ra bây giờ đây này sẽ làm cho chúng chăm đến này là và ít khi bị thối, đấy là thì dâm đảm rất đảm bảo, thế là rất đảm bảo. Đấy, như vậy là chúng ta cho vào cái chỗ này, tôi cho vào cái chỗ này cho nó dầm mát, tuần sau lấy ra như này nó dầm vào chậu. Đây là cây đại mình đã trồng như là được rất là lâu rồi, có khoảng độ gần chục năm vừa rồi, như là mình đã cắt cành này để cho nó ra chồi, nhưng mà nó không ra chồi theo ý tại các cái vị trí này mà nó lại xuống đây, cái đoạn này là nó bị chết. Bây giờ nó cần phải cắt tỉa đây này, đá rất lắm nhựa, động cái là xây xong cái là sẽ ra nhựa. Chỗ này về sau sẽ đặt một bức tượng, có thể là Phật, có thể là các La Hán, các Bồ Tát, rất đẹp. Rồi cắt tỉa này thì không có đến lúc nó to là khó, ngoài trời trói mắt thì nhiều khi cũng khó xác định hình ảnh, nhiều khi nó quay ra chỗ khác các bạn thông cảm nhé. Cắt tỉa này thì không có đến lúc nó to là cũng khó. Ngoài trời trói mắt thì nhiều khi cũng khó xác định hình ảnh, nhiều khi nó quay ra chỗ khác các bạn thông cảm nhé. Rất chắc. Đây các bạn thấy như là cắt xong rồi, chỉnh sửa rồi, cái cành khô các bạn thấy thế nào, nhìn có ưa mắt không? Đây là cũng là một cây mới dâm trong năm nay này, nhưng trồng cùng với cái cây này, trồng cùng với cây này, đấy, hai cái cây này trồng cùng cây này
nhưng cây trồng ở đây nghĩa là không khoét lỗ đổ nước nên nó ra phát triển chậm hơn. Đây cây này nghĩa là dễ ra rất nhiều đây, đây dễ ra rất nhiều đấy. Đây là thời gian nữa là bắt đầu nghĩa là vi cắt cái đây cao đây hoặc cái thấp đây là tùy cho mình muốn chơi, nghĩa là cây cao hoặc cây thấp là đấy là tùy mình, để cho nó ra nhánh và cái đoạn từ đây trở lên thì mình lại dâm xuống về sau nghĩa là lại cắt để đây cho nó ngắn đi, trồng ở chậu con thì thân phải ngắn đấy. Chứ chúng ta nghĩa là không thể nghĩa là trồng chậu con mà để thân nó cao lêu nghêu thì khả năng là nhìn nó không được ưa mắt lắm. Đây cũng là hai cành cũng được dâm cùng đợt với hai cái cành trước cũng trong cùng chậu, cho vào chậu, cho vào cái can nhựa nhưng mà không đục lỗ, nước như là cho vào đây nó tiết kiệm, khi bắt đầu cây phát triển thì chỉ là dễ nó nhiều, nó sẽ như là không bị ảnh hưởng bị ống nước và nó cũng không bị thiếu nước. Nhưng nếu đục lỗ thì thời gian đầu nó phát triển dễ nhanh nhưng sau này thì nó sẽ mình tưới nghĩa là phải thường xuyên hơn, như này thì nghĩa là có khi một tuần tưới một lần rất là tiết kiệm nước và không mất thời gian chăm sóc. Khi nó phát triển to rồi thì nghĩa là mình có thể nghĩa là đây cũng cắt cái cành này, cắt đến đây là trồng nó khác, cắt đây, lại dâm vào nghĩa là các cái chậu khác để nó được các cái nhánh rất là tốt. Các bạn thấy cái chậu cây này thế nào? Cũng cùng đợt dâm cành với nhau đấy, cùng với nghĩa là hai cái chậu và kia và hai cái chậu nhựa. Hoa cũng đã có đấy, cành nó vươn nhưng mà cành nếu mà hai xích để cao thì vẫn cứ để nguyên được, còn nếu không thì chúng ta cũng có thể cắt bớt nó đi đến đây và bắt đầu như phần trên là tiếp tục dâm để như là tạo ra cái cây mới đấy, và nó sẽ phát triển nhánh. Chúng ta nghĩa là có thể nghĩa là thoải mái sử dụng. Riêng về giống đại của khoa trăm ba và khoa sứ là cái dạng nghĩa là rất dễ dâm cành tạo cây. Đây còn nghĩa là cây cành hoa sứ đỏ hôm trước chúng ta đã mang về để đây, hôm nay chúng ta bắt đầu có thể mang ra trồng nè. Một tuần mà lá nó chỉ mới cái héo thế này thôi, xem các cái phần da của nó đấy cũng đã bị săn lại rồi. Bây giờ chúng ta chính là chỉ cần tiến hành như là dâm, tìm cái chậu và dâm vào đấy, khéo lá rất nhiều. Nhưng mà chúng ta dâm chỉ khoảng tuần hoặc hai ngày là bắt đầu nó có đủ nước là nó sẽ tươi lên. Giờ chúng ta tiến hành trồng nhé, bắt đầu từ khâu như là làm cái chậu và làm đất. Chậu ươm ban đầu chúng ta có thể dùng cái than dầu ăn để chúng ta chính là tạo thành cái chậu. Chúng ta cắt ngắn cắt dài cái chậu là tùy ý, nhưng để lâu phải thâu đất thay đất trồng lâu chúng ta nghĩ là nên cắt cao đã thành cái chậu. Hai nữa để như là đảm bảo cho
cây nhanh ra rễ thì chúng ta như là cũng thôi để về lâu dài, chúng ta không đỡ phải tưới nước thì chúng ta như là không đục lỗ nữa, mà chúng ta để vào trong râm và hạn chế cái phần tưới nước, chúng ta tưới vừa phải, đừng để nước nó nổi lên làm cây chậm ra rễ. Chúng ta chỉ cần giữ độ ẩm cho đất thôi nha. Đất này, đây là đất màu, với chúng ta lấy đất màu có thể như là xin được hoặc như là đi lấy đi mua. Đây là lân vi sinh, lân vi sinh đây là đặc hiệu bón lót tất cả cải tạo đất. Chúng ta có thể cho nhiều cho ít hoặc như là nguyên cho trồng cái lân vi sinh này cũng được. Thế nên như là chúng ta vẫn cho nó cây phát triển tốt nhanh thì như là dùng cái lân vi sinh này chúng ta ươm cảnh cũng được. Đấy, như là khi bắt đầu cây ra rễ cái là coi đầy thức ăn, và hai nữa là cái lân này nó làm cho đất tươi tốt, nó không bị. Để tiết kiệm lân màu, chúng ta có thể như này cho thêm một cái ít phân nải vào đây. Chúng ta như là cho cái phân nải xuống dưới cùng, làm sao như là ta trồng đưa vào đây. Vẫn còn hơi thấp, chúng ta phải nâng lên chút nữa như là cành nó phải chạm, còn nếu chúng ta muốn hạ thấp xuống cũng được. Thì ta nên trồng thẳng hay là đặt nằm, đặt kiêng cũng tùy theo ý thích của từng người, và đặt nghiêng cho trong cái trường hợp này đặt nghiêng cũng được cho nó dễ để đảm bảo như này. Còn sau này như là khi lấy cây ra chúng ta đặt nghiêng hay đặt ngược cũng không sao, nên là tùy theo từng cái thế trọng thế địa hình chúng ta như này có thể làm nha. Nên giờ cũng không quan trọng lắm là nghiêng nữa, mà chúng ta sẽ là dập vào cái này. Thế là các bạn như này chỉ tưới nước vào là ngày chiều nay là lá lại tươi tốt lại ngay, và như là bắt đầu như là có sự phát triển của cây. Thì riêng cái đại hoa sứ trăm ba này là ba cái tên cũng như nó chỉ là một thôi. Chúng ta như là dầm cảnh rất dễ để tạo ra cái cây còn. Chúng ta như là kể cả như là những cái thân cành cành to như này, chúng ta cứ chặt từng đoạn 20 phân một, chúng ta dầm đảm bảo như là ra dễ luôn, cũng rất đẹp. Chúng ta nên đổ đất dưới miệng cái chậu tí để như là khi tưới nước nó không tràn ra ngoài, cũng không nên đổ bằng bên chậu như là nào để sau như chúng ta cũng để thay chậu cho nó vơi để khi tưới nước nó không bị tràn ra ngoài. Đấy là chúng ta chỉ tưới nước thôi, tưới nước là sao chẳng hết. Tưới nước không bao giờ nên là bị tràn ra ngoài, ngấm rất chậm. Chúng ta cứ tưới là yên tâm tí nhặt vội
dành cái người như là sốt ruột, cái tưới đầy mà đổ đầy nước và gần sau nó ngấm thế nào nó ngấm đấy. Cần hai cành nhỏ đây, nhưng mà đây là cũng có hiện tượng bị bóp này, cành này nó nọt, nó bị bóp vào chỗ này có khả năng bị thối, nhưng chúng ta cũng không sợ, cứ cái dâm dâm vào đây một tí, dâm xuống sau một thời gian chỗ nào hỏng hỏng và nó sẽ tự phát triển dễ ngay, chúng ta không ngại gì cả, mà chúng ta cứ dâm bình thường thôi. Cũng đấy, thì những cái chậu cái trồng ở trong cái nhiều đất này này, cứ dâm vậy là tự nó lên, nó phát triển bình thường đấy. Dâm cả vào những cái chậu mini rất đẹp đấy, chậu mini dâm vào nhưng mà vẫn có rễ bình thường. Khi nào phát triển thêm tí nữa thì tháo cái nắp này ra, vặn nó ra, đặt vào như là một cái chậu to để nó có đất để cho nó phát triển, sau đấy lúc nào mình thấy hợp lý rồi là mình cắt đi, cắt cái rễ này đi lại đóng nó là thấy lại hay là tại lại có một cái cây rất đẹp. Đấy, vậy là đã xong, chúc các bạn như là thành công, chúng ta như là cùng tạo ra những cái trồng sứ trồng trăm ba trồng hoa đại rất đẹp, có cái hương vị thơm dễ chịu vào buổi sáng và cả ngày. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc luôn vui vẻ, chúng ta sẽ gặp lại vào những cái video sau. Chúc mọi người luôn vui khỏe.